Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và trao quyết định. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chúc mừng và điểm lại quá trình công tác trưởng thành từ cơ sở qua nhiều vị trí, môi trường công tác của đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Phước Lộc luôn sẵn sàng trách nhiệm với công việc, vì xã hội, vì cộng đồng. Có thời gian dài gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh, gắn bó với công tác thanh thiếu niên nhi đồng, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc là một trong những cán bộ am hiểu, tâm huyết và đóng góp nhất định cho đất nước, cho Thành phố Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực này. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng và gửi gắm niềm tin đồng chí Nguyễn Phước Lộc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, khiêm tốn, cầu thị, cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền vững.